Hello xin chào mọi người, mình là Jen. Và thời gian vừa qua thì Pioneer DJ đã cho ra mắt rất là nhiều những cái dòng sản phẩm loa monitor khác nhau, phù hợp với lại những nhu cầu sử dụng khác nhau và mục đích khác nhau. Và hiện tại thì ở trên bàn của Jen đang có ba cặp loa, đó chính là VM50, DM50D và SDJ50X. Thì cái điểm tương đồng giữa ba cặp loa này đó chính là cái màn woofer của loa đều có đường kính là 5 inch. Vậy thì ngày hôm nay Jen sẽ cùng với mọi người tìm hiểu và khám phá xem sự khác biệt giữa ba cặp loa này là gì và tại sao cùng là màn loa woofer đường kính 5 inch mà Pioneer lại làm đến ba dòng loa với ba phân khúc khác nhau như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Và đầu tiên đó chính là loa DM50D. Thì Jen cũng đã có một cái video review về cặp loa này, nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn có thể click vào đường link ở bên dưới để xem review về loa DM50D. Thì đây là một dòng loa Android level với lại giá thành không quá, với mức giá không quá cao. Thì các bạn có thể sử dụng cặp loa này để nghe nhạc ở nhà, hoặc là đối với những bạn học sinh sinh viên muốn sở hữu một cặp loa để các bạn có thể tập luyện chơi nhạc hoặc là làm nhạc tại nhà, thì đây là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp với các bạn. Thì DM50D nó tương đối là đơn giản, nó không có quá nhiều sự tương chỉnh ở phía sau và không có cần quá nhiều những cái thao tác rườm rà để các bạn có thể sử dụng được. Các bạn chỉ cần cắp nguồn, kết nối giữa hai cái loa với nhau và kết nối tín hiệu âm thanh từ máy tính hoặc là từ thiết bị controller của bạn vào với loa là các bạn đã có thể sử dụng được. Tiếp theo đó chính là SDJ50X. Thì SDJ50X là một dòng loa phân khúc và middle range, các bạn có thể sử dụng để tập luyện chơi nhạc cùng với là những cái thiết bị DJ controller vừa phải tại nhà. Và ở phía sau của SDJ50X thì chúng ta có cổng, có cái nút cân chỉnh volume và nút cân chỉnh volume của cái hai phần hai frequency để các bạn có thể cân chỉnh những cái tần số phù hợp với lại căn phòng và phù hợp với lại sở thích cá nhân của mỗi người. Và cuối cùng là VM50. Thì đối với VM50 thì Jen cũng có một cái video review về dòng loa này, nếu các bạn chưa xem thì cũng hãy click vô cái đường link ở bên dưới để các bạn có thể xem review về cặp loa VM50 này. Thì sự khác biệt giữa VM50 so với lại DM50D và SDJ50X đó chính là hai cái loa này nó có hồng hơi nằm ở phía trước, nhưng mà đối với VM50 thì nó là hồng hơi được thiết kế đằng sau. Và đây cũng là dòng loa được Pioneer tích hợp rất là nhiều những công nghệ mới vào đây, và chắc chắn là sẽ mang đến cho các bạn một cái không gian âm nhạc, một cái trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời. Thì ở phía sau của VM50 chúng ta sẽ có những cái nút cân chỉnh tần số, những cái cân chỉnh DSP control để mang tới không gian âm nhạc những cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất và hoàn hảo nhất cho mọi người. Và có thể nói thì VM50 là một dòng loa rất là phù hợp để các bạn có thể setup một cái home studio chơi nhạc và làm nhạc tại nhà. Và như các bạn có thể thấy thì cùng là những cái loa có đường kính woofer 5 inch, nhưng mà cả SDJ50X, DM50D và VM50 đều được sinh ra để cho nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau. Nếu bạn học sinh sinh viên đang cần tìm một cặp loa để có thể nghe nhạc và chơi nhạc tại nhà thì DM50D là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Nếu như bạn muốn có một cặp loa để chơi nhạc và tập luyện một cách chi tiết chỉnh chu hơn thì SDJ50X là một lựa chọn tuyệt vời để bạn sử dụng. Còn nếu như bạn đang muốn làm cho mình, setup cho mình một cái home studio để làm nhạc và chơi nhạc ở nhà thì VM50 là một lựa chọn tuyệt vời dành cho cái home studio của bạn. Và nếu như bạn thích video này, hãy để lại cho mình một like, comment cho mình biết những cái câu hỏi thắc mắc của bạn và mình sẽ cố gắng trả lời trong những cái video tiếp theo. Và đừng quên là ấn cái nút subscribe ở dưới để ủng hộ cho tụi mình. Cảm ơn mọi người đã xem video này một lần nữa. Mình là Jen, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. See ya.